Anh em tôi bắt đầu đi vào tham quan quốc phủ nhé. Ba anh em tôi vào thăm quốc phủ. Đây phố cổ Hội An đây, đây là phố đây, đây nhà cổ đây, đấy, tất cả nhà cổ dãy. Đây là phố cổ Hội An này, đấy toàn nhà cổ nha, phố cổ Hội An toàn nhà cổ. Tối lên đèn á, anh chị ra bờ sông rồi chụp cảnh này. Phố cổ Hội An. Đúng là phố cổ Hội An, nguyên những nhà cổ. Đó. Xa quá này. Tí nữa về chưa biết đi làm hỏi thăm về chỗ để xe được. Để xe thì lại cứ từ chùa cầu mà men ra cái đường. Nãy để xe trên bây giờ xe trên này lại xuống. Chưa biết là tí không phải thuê xe điện về. Rồi tí nữa thuê xe điện. Phố cổ rồi. Phố cổ toàn nhà cổ. Xuất cả cái phố An toàn nhà cổ. Giữ lại. Như là cổ. Nhà cổ. Rất nhiều nhà cổ. Đây, tôi đang đứng ở bên chỗ chùa cầu. Quay qua cái sông đây, sang bên kia là phố cổ Hội An, kia là cả một dãy phố cổ trên bờ sông đây. Chúng tôi đang đứng trên bờ sông, bên kia là phố cổ Hội An, mặc dù những nhà đó chắc cũng mới được cải tạo lại các cái phần chính, như cơ bản vẫn giữ nguyên cái phần mái